Thưa quý vị, sáng nay khi kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 khai mạc tại nhà riêng và nhiều điểm sinh hoạt cộng đồng, cử tri đã tập trung theo dõi diễn biến của phiên khai mạc và bày tỏ nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của thành phố trong 6 tháng cuối năm. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Qua theo dõi, nhiều người rất đồng tình và đánh giá cao kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố trong 6 tháng qua, cũng như sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Thì cái kỳ họp mà 6 tháng đầu năm này thì thấy Đà Nẵng có nhiều tiến triển rất tốt đẹp và rất thành công. Riêng cái ngành du lịch là thấy là quá tuyệt vời. Đối với 16 mấy tỉnh thành, Đà Nẵng là đứng cái hàng có tầm cỡ. Và bên cạnh đó thì bây giờ chỉ cần yêu cầu 6 tháng cuối năm để chỉnh trang lại cái vấn đề mà phương tiện đi lại, xe cộ đậu trên các đường xá lấn chiếm quá nhiều. Đà Nẵng mình có nhiều cái là mình thấy đang phấn đấu rất là tốt, về du lịch phát triển rất là tốt, về an ninh tốt, về quan tâm tới đời sống của dân thành phố rất là tốt. Tôi mong là sau này 6 tháng cuối năm là quan tâm nhiều hơn nữa để dân nhờ. Cá nhân tôi thì trong cái kỳ họp Hội đồng Nhân dân này thì tôi rất mong là cái kỳ họp nó thành công tốt đẹp và giải quyết được nhiều cái khúc mắc, ý kiến của cử tri. Còn về cá nhân tôi thì tôi cũng mong rằng thành phố Đà Nẵng mình trong cái thời gian tới thì sẽ có những cái bứt phá ở trong cái về du lịch để tạo điều kiện cái công ăn việc làm cho người dân. Bởi vì qua 2 năm dịch vừa rồi thì cái đời sống nhân dân cũng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về thu nhập. Và hiện nay thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì cũng nhiều doanh nghiệp cũng nghỉ và phá sản nhiều. Vì vậy thì nếu như mà cái du lịch Đà Nẵng mình phát triển được thì cũng là một cái điều kiện thuận lợi để cho nhân dân có cái công ăn việc làm cũng như là có thêm thu nhập. Cái thứ nhất là về công ăn việc làm cho cái lớp trẻ, bởi vì đã có công việc làm thì lớp trẻ nó mới ổn định cuộc sống được. Nếu mà lớp trẻ mà không có cái ổn định về công ăn việc làm và cuộc sống thì rất khoát là nó không tạo công ăn việc làm cho thế trẻ, thì là các cháu nó không ổn định được cuộc sống, cho nên là nó sẽ xảy ra cái vấn đề tệ nạn xã hội. Cho nên là thế hệ trẻ bây giờ, nhất là các cháu thiếu niên nhi đồng bây giờ, là cái môi trường giáo dục đó, là cái đạo đức xã hội nó xuống cấp nhiều quá. Cho nên là cũng mong là với lãnh đạo cấp trên quan tâm đến cái thế hệ trẻ, là quan tâm đến giáo dục an sinh xã hội thì mới đưa cái cuộc sống của xã hội đi lên được.